Đây là tổng giám đốc của Linh Hương nhé, cả nhà hãy chào anh em. Đây đây, hôm nay rất vui được đi đến văn phòng của công ty, được chính đích thân tổng giám đốc đưa đi thăm. Mọi người có thể đi ra máy xem cụ thể viên nào. Cái điểm đặc biệt này là khi mà mọi người đi vào ở trong này sẽ không có quá nhiều thứ để mọi người phân tâm, bởi vì trong cái hội trường này không muốn trang trí nhiều, nhưng mà sẽ trang trí cái ảnh đèn rất là đẹp để phục vụ cho mọi người live stream hay là chụp ảnh, nó lên hình nó cũng sẽ đẹp. Không chỉ đơn thuần giống như một phòng đào tạo ở bên ngoài. Tiếp theo mọi người theo chân em nhé. Em chào anh Heo. Em đang đến công ty, đến văn phòng của công ty Ninh Hương. Mọi người đến văn phòng công ty của mình thế nào? Rất đẹp đúng không? Chị chào Thùy Trang. Mọi người có thể giao lưu bàn bạc với nhau ạ. Đây, phòng giao lưu bàn bạc đây. Yeah.
Bắc Kinh xinh gái, giàu có. Nghèo khổ. Đẹp tích cực lên, giàu có. Đương nhiên là giàu có, xinh đẹp. Mới đi đi. Bắc Kinh bình ra đây đi chị. Đó là Bốt Quỳnh xinh đẹp. Đẹp không? Wow, rất đẹp. Cái đó em nghĩ là người nhìn qua cái phòng một chút, nhưng mà không biết là ai mở cửa. Không biết soi được đâu ạ. Ở trong cái khu vực, còn đây là một cái phòng học nhỏ hơn, có khoảng 4 người, 5 người thì chúng ta có. Em là chị Thúy Hằng. Em đang ở văn phòng của công ty Linh Hương. Chị Hằng à, chị Thúy Hằng. Cho chị Thúy Hằng nhìn bốt xinh đẹp, bốt Hương xinh đẹp. Hello em Tường Vi. Trời, rất là nhiều góc đẹp chụp ảnh luôn nhá nhở. Nhìn nhiều biết không? Nhiều. Bơi từ chụp ảnh. Hai mắt sắc nhắn. Phòng của công ty mỹ phẩm Ninh Hương nha. Đang đi các ngóc ngách nha mọi người. Em chào chị An. Đây là bốt xinh đẹp nhà em đây này. Bàn VR có này. Ở đây có cả một cái bàn bóng. Mọi người thấy đúng không? Mọi người nhà cũng là bảo Lan rồi. Tí nữa không biết về kiểu gì đó. Ngày trước ấy, khi mà em làm văn phòng trước, cái điều mà em cảm thấy đáng đo nhất và cảm giác có lỗi nhất đấy là cái khu vực check in nó hơi nhỏ. Lần này em làm khu vực check in rất là rộng, mọi người có thể tha hồ check in được. Khu vực này thì khu vực này sau này sẽ để phát triển nó phòng ban mà cái bộ phận IT sẽ đang ngồi đây ạ. Mọi người chia sẻ video cho Lan nha. Chị An chia sẻ video cho em. Em đang ở văn phòng công ty mỹ phẩm Ninh Hương mọi người ạ. Rất là đẹp. Cái chỗ này rất là đẹp đúng không? Mọi người sẽ đi check in ở đây.
mọi người ngày hôm nay là đến đây tham quan văn phòng của công ty để mà nói hết tất cả cái bộ phận ở đây sẽ rất là khó, nhưng mà hy vọng là sau khi em thuyết trình xong mọi người sẽ cảm thấy tin tưởng hơn đối với cái dòng chính phẩm em hơn của bên em ạ. Xin chào, cảm ơn mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Người hỏi cô áo đỏ bên xe đã có chồng chưa? Chị chào Hà Minh Thư. Đây là văn phòng của công ty mỹ phẩm Ninh Hương nha mọi người. Vừa rồi thì đã đi một lượt xung quanh tất cả khu văn phòng của Linh Hương rồi. Mọi người xem video thì nhớ chia sẻ video cho Lan nha. Vâng, chị An à, đúng rồi, đi từ buổi trưa, bây giờ chuẩn bị về. Đã đến lúc phải ra về rồi chị ạ. Đây là các bạn ở trong team này, đang chụp chuyện này. Chúng mình đi về đi.